Am 11. Tag unseres Vokabel-Challenge werden wir uns mit dem Thema den Koffer packen beschäftigen. Ở ngày thứ 11 này thì chúng ta sẽ học các từ vựng liên quan đến việc đóng vali. Đóng vali ở đây có nghĩa là những đồ dùng mà chúng ta cần khi mà đi du lịch, đi chuyển nơi trốn hoặc đi học xa. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Seid ihr bereit? Dann lass uns beginnen. Từ đầu tiên mà chúng ta cần học chính là từ đóng vali. Den Koffer packen. Den Koffer packen. Khi đóng vali thì chúng ta đầu tiên phải kể đến là cái Reisetasche. Die Reisetasche. Die Reisetasche. Chúng ta cũng có thể khi đi du lịch chúng ta mang theo ba lô. Der Rucksack. Der Rucksack. Chúng ta mang theo một cái máy ảnh. Die Kamera. Die Kamera. Dĩ nhiên chúng ta cũng không thể quên mang theo vé máy bay hoặc vé tàu. Ticket. Ticket. Vé máy bay sẽ là Flugticket. Flugticket. Còn vé tàu sẽ là Bahnticket. Bahnticket. Khi mà đi du lịch chúng ta cũng mang theo một cái ô phòng trường hợp mưa. Der Regenschirm. Der Regenschirm. Quần áo thì chắc chắn chúng ta không thể quên được. Die Kleidung. Die Kleidung. Đồ lót là Die Unterwäsche. Die Unterwäsche. Và khi mà chúng ta sang một nước khác thì chúng ta sẽ cần một cái Pass. Der Pass. Der Pass. Quan trọng nhất chính là Die Brieftasche. Die Brieftasche. Vì không mang theo tiền thì chúng ta sẽ không đi đâu được hết, không tiêu pha được gì hết. Đối với phụ nữ chúng ta thì một cái Cosmetic Tasche. Cosmetic Tasche là vô cùng quan trọng. Die Cosmetic Tasche. Trong cái Cosmetic Tasche này thì chúng ta sẽ có son, phấn và các đồ dùng cá nhân của chúng ta. Và cuối cùng sẽ là Der Koffer. Der Koffer là chiếc vali. Sau khi chúng ta đã học xong các từ vựng cần thiết liên quan đến việc đóng vali rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Ở phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ lại đặt câu. Câu đầu tiên sẽ như sau. Ich fliege morgen in den Urlaub. Ich fliege morgen in den Urlaub. Meinen Koffer muss ich heute noch packen. Meinen Koffer muss ich heute noch packen. Ngày mai tôi bắt đầu bay vào kỳ nghỉ. Vali của tôi hôm nay còn phải đóng. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo sẽ là Ich nehme folgende Sachen mit. Kleidung, die Kamera. Ich nehme folgende Sachen mit. Kleidungen, die Kamera. Tôi mang theo những đồ sau đây, quần áo, máy ảnh. Và câu cuối cùng của chúng ta sẽ là Mein Koffer ist voll. Mein Koffer ist voll. Vali của tôi đầy rồi. Bây giờ thì đến lượt các bạn. Hãy thử đặt những câu của riêng bản thân mình nhé. Chúc các bạn thành công.